Chào mừng các bạn đến với kênh Vân Hoa. Nhà thờ Thánh Nicholas Manastrana nằm ở trong khu phố nhỏ Praha của Cộng hòa Séc. Nhà thờ giáo xứ Gothic ban đầu của Thánh Nicholas có niên đại từ thế kỷ 13, nằm trên địa điểm hiện tại. Vào năm 1620, nó đã được trao cho các tu sĩ dòng tên. Và giáo xứ đã được chuyển đến nhà thờ Thánh Václav trong năm 1628. Nơi đây họ đã mở một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Vào nửa sau của thế kỷ 17, các tu sĩ dòng tên quyết định xây dựng một nhà thờ mới, nhà thờ Thánh Nikolai cũ đã bị phá hủy. Và đến năm 1673, viên đá đầu tiên được đặt cho nhà thờ mới. Nhà thờ được xây dựng thành hai giai đoạn trong thế kỷ 18. Từ năm 1703 đến năm 1711, mặt tiền phía Tây, dàn hợp sướng, nhà nguyện đã được xây dựng. Do báo tước người Séc Onsoslav Kolorab Lipsanski là người bảo trợ lớn nhất của nhà thờ Thánh Nicholas, ông đã quyên góp toàn bộ tài sản của mình trị giá 178.500 đồng tiền vàng để xây dựng nhà thờ và các tòa nhà liên kề tại Manastrana. Nhà thờ do kiến trúc sư nổi tiếng Christoph Dizenhofer thiết kế. Thiết kế mới của nhà thờ bao gồm một hệ thống hình học phức tạp của các hình trụ được kết nối với nhau trên một mái vòm trung tâm trên gian ngang. Gian giữa đồ sộ với các nhà nguyện bên và một mái vòm gợn sóng dựa trên một hệ thống hình elip giao nhau. Các trụ cột giữa các nhịp rộng của mái vòm hỗ trợ làm tối đa hóa hiệu ứng động của nhà thờ. Cung thánh và mái vòm bằng đồng đặc trưng được xây dựng vào năm 1737 đến năm 1752. Lần này sử dụng các kế hoạch của con trai ông Christopher Dizenhofer. Sau đó, trong những năm tiếp theo, việc trang trí nhà thờ, tượng, bích họa đã được hoàn thành. Nhà thờ được hoàn thành hoàn toàn vào năm 1761. Nhà thờ được trang trí bằng rất nhiều các bức tượng, tranh vẽ, các bức bích họa của các nghệ sĩ hàng đầu lúc bấy giờ. Đặc biệt là trên mái vòm cao 70 mét là bức bích họa về lễ kỷ niệm Chúa Ba Ngôi của Franz Franco. Phía trên đàn organ là bức bích họa thánh Cecilia, một vị thánh bảo trợ của âm nhạc. Đàn organ trong nhà thờ có tới hơn 4.000 ống dài tới 6 mét. Nhạc sĩ thiên tài người Áo Mozart năm 1787 trong chuyến viếng thăm nhà thờ Thánh Nicholas Praha đã chơi đàn organ tại nhà thờ này. Ngày nay, nhà thờ thường xuyên tổ chức các buổi hòa nhạc quanh năm, sử dụng chiếc đàn organ lịch sử từ thế kỷ thứ 18. Mái vòm của nhà thờ có đường kính 20 mét, chiều cao bên trong tính đến đỉnh đèn lồng là hơn 49 mét, đại diện cho nội thất cao nhất ở Praha. Đây cũng là một ví dụ tuyệt vời về phong cách trang trí Baroque cao cấp. Tháp chuông của nhà thờ cao 79 mét được kết nối trực tiếp với mái vòm đồ sộ của nhà thờ. Từ tháp chuông, bạn sẽ có tầm nhìn toàn cảnh tuyệt vời. Do tính chất hoành tráng và kiến trúc phức tạp của nhà thờ bên trong nội thất, nơi đây được coi là tòa nhà mang phong cách Baroque có ý nghĩa nghệ thuật quan trọng nhất ở Praha.